Trong phòng thì các bạn thấy có đầy đủ là bàn ghế nè, rồi ấm đun siêu tốc nè, hai chai nước miễn phí nè, đèn ngủ nè, thùng rác nè, chỗ cắm điện rồi điện thoại rồi tivi tủ lạnh nè, bàn trang điểm nha, khá là đầy đủ tiện nghi. Nhìn ký hotel được coi. Cái này nói chung là sẽ khả năng tối nay sẽ nằm sẽ hơi lúng một tí nha, cũng không quá cứng, sẽ hơi lúng một chút. Kế bên cái bàn to đây, tủ lạnh kế bên luôn nè, tủ lạnh kế bên. Đây có cái có chai rượu. Chai rượu để lên cái miếng lót này. Nhưng mà có một cái ly à. Kỳ vậy. Rượu cái chai to mà có cái ly. Rồi giờ mình vào phòng tắm coi có gì nha. Có cái kiếng ở đây, lavabo, toilet, một cái bồn tắm thủy lực nha. Ở đây có hai cái miếng lót đầu để nằm tắm nè, khá là chắc chắn, mềm mịn. Phòng thì decor là tủ quần áo nằm trong phòng tắm luôn nè. Cái kệ đây là tủ quần áo, có hai cái áo lụa nha, cho một nam một nữ, khá là sang chảnh đại gia luôn á. Luôn mềm bóng. Rồi dưới đây mình có thấy cái sách chống trộm luôn nè. Wow, rất là đầy đủ nha. Cửa phòng tắm là cửa kính nên từ trong có thể nhìn ra bên ngoài, mà bên ngoài cũng có thể nhìn xuyên vô trong. Bởi vậy nên nếu mà ai không tự tin thì ở đây có cái dây kéo nè, có cái tấm rèm nè, cứ kéo xuống nha. Xin chào, mình đang có mặt ở quán Bishop bên sông. Để mình vào xem có gì nha. Bếp được bố trí bên cạnh lối ra vào. Còn bên đây là khu phục vụ ăn uống nè. Wow, rất là nhiều thùng bia luôn. Tại vì đây là quán Bishop mà. Còn mình đã chiếm dụng hợp pháp được căn chòi này nha. View trong chòi thì thoáng, cao, có quạt đèn đầy đủ luôn, mái lá. Chà, buổi tối thì rất là ấm cúng luôn á. Bên cạnh quán là một bờ sông, rất là nên thơ trữ tình. Nhưng mà mình đi vào buổi trưa nên nó bốc cái mùi đó thoang thoảng thâm thẩm. Menu của quán thì rất là đa dạng. Mình có gọi thử món dê tây bắc hấp đúc muối nè, với vài món nữa ăn thử xem sao. Giá thì các bạn thấy nè, nó cũng bình dân nè. Trăm mấy, mấy chục cũng có. Bò nè, 90 mấy, trăm mấy chục luôn thì cũng rất là bình thường đúng không? Như những cái quán mà trong Sài Gòn vậy thôi. Nai cũng trăm mấy chục. Sườn 90 mấy ngàn. Gà ta nè 300 mấy, mình nghĩ là nguyên con nha. 200 mấy, 300 mấy là nguyên con nha. Cá 200 mấy. Ok. Nói chung là menu của quán rất là nhiều món. Ốc cũng có nè, thấy không? Tôm nè. Nhưng mà giá cũng bình dân. Giá bình dân vậy nên mình nghĩ buổi chiều là mấy anh nhậu rồi sẽ vào rất là đông nha. Chưa kể là ngồi kế bờ sông mát mát nữa là phê lắm. Ở đây cái nồi lẩu nó hơn những chỗ khác là nó có cái tấm trắng này che để cho nó không có bị tạt. Tạt lửa với tạt hơi nóng vô mình nha. Đây là món lẩu lươn. Cái này là lẩu lươn. Hôm
Ở đây là đĩa lương, cho hồ nhìn đã chưa? Đĩa lương nha, lương chất lượng không? Chất lượng không? Thêm đĩa rau to nè, bún nè. Ăn chung với rau muống với lại bắp chuối, bún. Đây là món dê hấp muối hay nướng muối gì, đốt muối gì đó. À. Dê Tây Bắc đốt muối. Đang nổ thành tạch luôn nè, mọi người nghe không? Rất là nóng luôn á. Nhưng mà mình cứ để cho chín chín một chút xíu rồi mình mở ra xem bên trong có gì nha. Đó, nghe tanh tách luôn. Ồ, tháo ra cái là khói bốc lên liền. Wow. Thơm lắm. À. Đây là miếng dê. Không. Cho em miếng luộc. Ừ. Trời mềm lắm. Thơm. Ừ. Có chấm mềm. Cái dê thì dai dai. Thịt rất là ngọt. Ừ, thịt ngọt. Không có hôi mùi biển của dê đâu nha. Ngon. Mùi xả. Cái này nó làm cái mùi hôi của dê giảm nhiều rồi đó nên ăn khá là vừa miệng nha. Thôi vui lo ta lót muối nè, nướng. Muối với lớp muối rồi tới xả. Rồi tới mấy cái lá gì tùm lum nè. Rồi đó mới tới lớp bê ở trên. Nhưng mà cái món này á lúc nó còn nóng á mọi người tranh thủ ăn nha, đừng để nó nguội. Nó nguội nó sẽ giảm ngon á so với lúc đầu. Đồi nồi lẩu lươn là nghi ngút khói. Thấy không? Bill nha. Đó, dê là 155 nè. Ủa sao dê lại rẻ hơn nè. Lẩu lươn thì hai con nên 220 nha. Rồi, nước suối. Ok. Ủa, xe điện vô đây luôn. Về tổng quan thì họ design là ở giữa là một khu vườn nhân tạo với đồi núi nè, cây cối rồi xích đu ghế đá vân vân. Còn xung quanh thì bao bọc bởi những dãy phòng khách sạn. Khuôn viên này theo mình thấy là không quá lớn, cũng gọn thôi. Khi mà resort đông khách thì cái không gian này cũng sẽ không đủ thoáng. Rồi mình chuẩn bị đi tắm nha, giờ mình mở nước trước. Thì đây là cái bồn thủy lực nè. Thì đầu tiên cái này là công tắc nước nóng, công tắc bồn massage nè đó. Thì bạn phải bật hai cầu dao này lên để nó khởi động nước nóng với bồn tắm massage nha. Ở đây có một cái nút ở đây.
Nước ở đây là cấp nước nóng nè. Nếu bạn muốn nước nóng á, bạn vặn ở đây. Bạn muốn vòi sen á, vòi sen bên đây nè, thì bạn vặn ở đây. Nhưng mà khi các bạn vặn vòi sen nè, đó, thì cái vòi nước bên đây nó tắt. Nếu bạn tắt vòi sen thì vòi nước bên đây nó mới chảy nha. Nên chọn một trong hai thôi nha. Rồi, tiếp theo cái này là cấp nước lạnh nè, thì bạn cứ mở ra là nó chảy thôi. Đó, đó, đấy, giờ nó vậy đó. Rồi, đây là nước nóng nè. Đó, mình đang mở nước ấm ha, để cho nó ấm ấm á, nóng như là thoải mái. Còn ở đây nút này là cái nút xả nè, xả nước nè, xả cái ống cống này nha. Đó, nước bắt đầu nó ngập tương đối qua mấy cái đầu phun này nè. Giờ mình khởi động nha. Đó, ghê chưa, to mạnh chưa. Wow. Tại vì á, nước còn ít á, nó phun á, mọi người thấy mạnh vậy chứ khi mà nó ngập lên á, nó phun ra thì mọi người thấy nó êm ái, nó giống như máy massage chứ không phải là nó xịt mạnh gì đâu. Đó mọi người thấy không? Bây giờ mọi người thấy nó phun nhẹ nhàng không? Đó, mặc dù nó cái lực thổi nó cũng mạnh á, nhưng mà khi mực nước nó cao á thì nó trở thành như là máy massage nha. Hồi chân á là để đây, đó, cái người nằm đây, đầu thì lót lên đây, đó, rất là thư giãn luôn nha. Rồi đủ nước rồi đó, giờ chuẩn bị tắm đây. Cái đoạn tiếp theo là 18 cộng nha, nên sẽ không được chiếu. Đối diện khách sạn là nhà hàng hải sản Dình Ký. Nhà hàng này thì cũng có view bờ sông, nhưng mà nó sẽ không có cái mùi gì lạ lạ như là ở cái quán buổi trưa mình ăn nha. Mình đi trong tuần nên nhà hàng khá là vắng và thoáng mát. À, bên đây là có mấy bình rượu nè. Ngâm đủ thứ loại, bìm bịp, cào cào cháu cháu, ngâm đủ thứ. Bên cạnh nhà hàng á, là có khu vui chơi thiếu nhi luôn nè. À, có nhà banh nè. Nhà banh có cầu thang dẫn lên, có cái lối vô. Cửa đang mở nhưng mà tại vì mình lớn rồi mình không tiện nhảy vô dành chơi với mấy em nhỏ. Bên này thì cũng có xích đu, cầu tụa, thú nhúng, mấy bé tha hồ chạy nhảy luôn. Về menu thì mình thấy nhà hàng món ăn cũng rất đa dạng và phong phú. Về giá cả thì mình thấy nhỉnh hơn cái quán buổi trưa mình ăn một chút, nhưng mà rất là hợp lý thôi, bởi vì đổi lại bạn sẽ có được một cái không gian đẹp hơn, sạch sẽ hơn, có khu vui chơi trẻ em, và món ăn cũng phần nào được trang trí đẹp và bắt mắt hơn. Đây là gỏi củ dừa tâm thịt, cái này hồi nãy là khoảng 160 mấy. Lẩu gà tre lá giang. À, đang sôi sùng sục trong đây nè. Oh. Cái lẩu này thì 360 nha. 360 gà đấy. Nửa con hay con? Một con. Ủa, vậy hả? Chú cha, buổi tối đẹp dữ chứ. Xong đấy. Mấy cái chiếc thuyền lá buổi chiều không có đẹp định vậy đâu, buổi tối tự nhiên có đèn vô lên nhìn đẹp vậy không, lung linh luôn. Kia là thuyền gỗ, kế bên thuyền lá là thuyền gỗ, đẹp quá ha. Thằng này nữa nè, chà đẹp quá. Còn có chiếc cầu tre đi ra nữa nè. Mà không dám đi đâu, ghê lắm, đá chết. Nhìn cưng. Dừa nè. Trái này là trái thiệt á nha. Đó. Rồi, ăn no xong.
giờ chuẩn bị đi về, đi về phòng lại nha. Nó vừa ra khỏi cái quán, đối diện cái là khách sạn nhìn ký luôn, tiện không, không cần phải đi đâu xa. Về chiều nè, về chiều nè, à, khá là sáng nha. Ban đêm nha, không gian rất là yên tĩnh, có nghe tiếng ảnh ương kêu. Đó, mọi người thấy màu xanh xanh không? Cái tường nó màu trắng nha, nhưng mà lên video thì nó lại ra xanh dương. Nhưng mà chính vì vậy là nhìn nó đẹp hơn bên ngoài nha. Bên ngoài nó màu trắng không có đẹp bằng đâu. Thanh cảnh yên ắng ha. Đó, mấy cái cây người ta cũng thắp đèn lên kìa, sáng trưng. Hôm nay lại thấy trăng tròn nữa nha, ở trong dình ký nè, phóng lên ra. Wow, tròn, sáng. Lần nào đi chơi cũng trăng tròn hết nha. Bữa ăn sáng miễn phí của Dình Ký Resort có rất là nhiều món, nhưng mà tụi mình chọn cái miếng xào Singapore này. Nhìn cái tô thì cũng khá là đầy đặn, có tôm, mực, trứng, rồi các loại thịt nguội, ăn no bụng luôn á. Còn nước mình gọi một ly cà phê sữa với một ly đá nóng. Đây là hồ bơi miễn phí ở trong khách sạn. Hồ bơi này hôm nay trong tuần quá vậy nên nước rất là trong xanh, cũng ít ai sử dụng. Bên kia thì có phòng thay đồ, rồi chỗ thuê áo phao, đồ bơi, rồi bên kia kìa.